Được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Cao Bằng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vừa trao 50 triệu đồng do lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo và ủng hộ 205 triệu đồng cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, của Bộ trưởng Bộ Công an, lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức phát động và kêu gọi cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng đồng lòng hướng về miền Trung ruột thịt, chung tay đóng góp cả về tinh thần và chất, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lạc đã tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa 15, chuyên đề về công tác nhân sự hiệp thương, cử bổ sung ủy viên ban thường trực và hiệp thương chức danh chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã được kiện toàn củng cố, có nhiều đổi mới sáng tạo về phương thức hoạt động, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm 2020, xây dựng mới 17 nhà đại đoàn kết, tặng quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại do thiên tai với số tiền 90 triệu đồng, vận động ủng hộ 277 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủng hộ 250 triệu đồng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, ủng hộ 86 triệu đồng cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ủng hộ 470 triệu đồng cho chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới. Hội nghị đã tổ chức hiệp thương cử bổ sung 21 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ủy viên Ban Thường trực và hiệp thương chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Mông Minh Giang, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 11 vừa qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức đồng loạt tại các khu dân cư của 9 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong không khí vui tươi phấn khởi, trải qua nhiều năm tổ chức, ngày hội trở thành một hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực. Không khí mang lại một không khí vui tươi đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là cơ hội để chính quyền và nhân dân gặp gỡ, trao đổi, phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay tại cơ sở và cộng đồng dân cư. Khác với mọi năm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh Cao Bằng năm nay diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi, được lan tỏa từ thành công của đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Bởi vậy, các hoạt động trong ngày hội cũng được các tổ dân phố, các thôn bản tổ chức đa dạng, phong phú, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân. Để ngày hội diễn ra an toàn, thành công và thực sự là ngày hội của toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, Ban công tác gia đình tại các địa phương xây dựng công tác phối hợp tổ chức ngày hội, cũng như lên các chương trình hoạt động diễn ra trước, trong và sau ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, huy động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, tích cực tham gia các hoạt động tại ngày hội, tạo không khí thi đua vui tươi sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, sạt lở đất ở miền Trung, nhằm thắt chặt khối đại đoàn kết, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cổ vũ tinh thần nhân dân, song song với công tác cứu trợ, hỗ trợ kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch và thiên tai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã triển khai các hoạt động tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Các khu dân cư tổ chức tuyên truyền về truyền thống lịch sử, vai trò ý nghĩa của tổ chức Mặt trận Tổ quốc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, trong tham gia vận động nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước,
các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành ngày hội của các cộng đồng dân cư với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng của từng khu dân cư, ngày hội của sự đoàn kết, gắn bó, tình dân, nghĩa đảng. Các hoạt động giao lưu trong ngày hội được các địa phương đổi mới cả về hình thức, nội dung, chất lượng ngày càng được nâng cao, như tổ chức tọa đàm đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy chính quyền để trao đổi và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là những bức xúc ở cộng đồng dân cư, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đánh giá các hoạt động xây dựng cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động và các hoạt động xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ mặt trận qua các thời kỳ, khánh thành nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở cộng đồng, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khu dân cư sạch đẹp. Cũng báo cáo là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của cái tổ 7 thì được sự chỉ đạo rất sát sao của Ủy ban nhân dân phường, nhất là mặt trận tổ quốc phường Sông Hiến. Thì từ những ngày đầu thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch rất là chu đáo về vấn đề vận động bà con tổng vệ sinh, rồi là hưởng ứng cái ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó là nhân dân phải nói là rất là hăng hái và tích cực tham gia các hoạt động xây dựng khu phố. Mà ngày đại đoàn kết thì mang một cái ý nghĩa nữa là diễn ra trong một cái thời gian là tỉnh Đảng bộ Cao Bằng vừa thành đại hội thành công tỉnh Đảng bộ Cao Bằng lần thứ 19. Và lại diễn ra trong cái năm là cái năm nay là năm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam. Do vậy là nhân dân cũng thấy được cái tầm quan trọng đó mà nhiệt tình tham gia, ví dụ như ủng hộ quỹ lũ lụt miền Trung, rồi ủng hộ quỹ vì người nghèo, là năm nay phải thu được kết quả rất tốt mà phường đã công nhận là tổ 7 là một trong những cái tổ đi đầu trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới, rồi cái phong trào đền ơn đáp nghĩa, rồi cái phong trào vì người nghèo, thì cũng đã phường, và từ đó là nhân dân cũng tạo được cái khí thế phấn khởi trong cái lao động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nội quy, quy chế và quy định của địa phương. Và nói chung là ngày đại đoàn kết là đem cho nhân dân một cái không khí mới, đó là cái không khí vui tươi, rồi là đoàn kết và hiểu nhau hơn trong cuộc sống. Toàn tỉnh có 1.462 trên 1.462 khu dân cư tổ chức ngày hội và bữa cơm đại đoàn kết, đạt 100%, trong đó có 1.443 trên 1.462 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, đạt 98,7%, 19 khu dân cư chỉ tổ chức phần lễ, chiếm 1,3%. Trong ngày hội, phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, chú trọng phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương, tạo khí thế sôi nổi trong ngày hội. Ngày đại đoàn kết năm 2020 này, nó có một cái rất là mới mẻ. Thế là sau khi thực hiện cái đề án sát nhập 3 tổ 4, 5, 6 thành cái tổ 2 hiện nay, thì có cái thuận lợi. Thuận lợi theo là dân số thì đông lên, và ban công tác mặt trận thì do cũng là dưới sự chỉ đạo của chi ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận thì cũng là những người đã có kinh nghiệm làm cán bộ tổ lâu năm này, nên là thực hiện cái lãnh đạo mà cũng như cái hướng dẫn chỉ đạo của ban công tác mặt trận của phường. Thì ban công tác mặt trận của tổ thì cũng đã triển khai theo như đúng kế hoạch, và trong chi ủy cũng phân công những chi ủy viên mỗi người một công việc. Cái công việc nó mang tính tập thể rất là lớn. Hai nữa là được sự đồng thuận của nhân dân. Nhân dân thì rất là hồ hởi trông chờ vào cái ngày đại đoàn kết này để người ta gặp gỡ, chúc tụng nhau, và đồng thời là thể hiện cái một cái nền văn hóa đa sắc tộc, nhiều dân tộc anh em thì sống rất là hòa thuận trong khu dân cư này. Thế được sự ủng hộ của đông đảo bà con nhân dân rồi, thế còn đông đảo các đồng chí ở tổ đảng 23 sinh hoạt cùng với nhân dân tại nơi cư trú này cũng rất là quan tâm. Sau khi phân công trách nhiệm của từng chi ủy viên trong chi ủy thì cũng
triển khai ra toàn chi bộ và lấy các đồng chí đảng viên ở mỗi vai trò của mỗi đảng viên trong tổ dân phố là cũng làm sao mà vận động nhân dân tham gia đầy đủ. Cái ngày đại kết đó thì cũng rất là ý nghĩa. Thì sau khi triển khai xong thì công tác của từng cán bộ cũng làm bỏ rất là nhiều thời gian công sức ra thì cũng làm sao mà cố gắng thực hiện được cái ngày đại đoàn kết là tốt nhất. Vậy bà con tham gia bà con tham gia thì đông đủ mà rất là hồ hởi. Năm nay tỉnh Cao Bằng vinh dự được đón tiếp Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn lên thăm tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 tại liên khu dân cư Nạm Nhũng, Răng Rụng, Lũng Trần, Cả Giòng, xã Lũng Nạm, huyện Hà Quảng. Tham dự cùng đoàn công tác Trung ương có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành. Tại ngày hội, đoàn lãnh đạo Trung ương đã tặng một xe cứu thương trị giá 700 triệu đồng, hỗ trợ xây 20 nhà đại đoàn kết trị giá 800 triệu đồng, tặng 30 suất quà trị giá 36 triệu đồng. Đoàn lãnh đạo tỉnh tặng gần 170 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồn biên phòng Nạm Nhũng, trường học, với tổng trị giá quà tặng trên 1,6 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham mưu thành lập 10 đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà động viên nhân dân tại 10 điểm khu dân cư thuộc 10 huyện thành phố với tổng trị giá gần 250 triệu đồng. Các huyện thành phố thành lập 136 đoàn đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp dự ngày hội ở khu dân cư, tặng gần 1.500 suất quà cho hộ gia đình và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với tổng giá trị gần 600 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường thị trấn bám sát kế hoạch hướng dẫn của cấp tỉnh, cấp huyện, chỉ đạo hướng dẫn khu dân cư tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức thiết thực và sinh động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đảm bảo 100% khu dân cư tổ chức ngày hội có lãnh đạo, cán bộ xã đến dự tại các khu dân cư. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư của phường Sông Hiến thì chúng tôi rất là chú trọng, và đối với cái khâu tổ chức ngày hội này thì đây không chỉ riêng cái việc của mặt trận mà thực sự đã vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó mặt trận đã tham mưu cho đảng ủy, thường trực đảng ủy thành lập cái ban chỉ đạo và trực tiếp ở các khu dân cư đó là đồng chí bí thư chi bộ là trưởng ban chỉ đạo. Như vậy thì có cái sự vào cuộc của tất cả các đoàn thể chính trị xã hội, không và không chỉ là của mặt trận. Và ở đó thì người dân cũng cảm thấy rất là háo hức, bởi lẽ là bình thường thì mỗi người, mỗi ngành, mỗi công việc, thế nhưng có một năm để mỗi người có thể nhìn lại kết quả của một năm qua và để xem là mình có những cái đóng góp gì để xây dựng với làng xóm. Và đặc biệt là năm nay thì rất là nhiều khu dân cư là tổ chức được cả phần lễ và phần hội, và trong đó thì phát huy những cái tinh thần của thể thao có, khiêu vũ có, và đồng thời là những cái chương trình mang đậm bản sắc dân tộc, ví dụ như là các môn như lầy cỏ này, đó là nhiều những cái môn khác mà huy động được cái sức mạnh của nhân dân tham gia. Và đồng thời thì ở cái trên địa bàn phường Sông Hiến là có một cái truyền thống và phải nói là rất là tốt đẹp, đó chính là cái việc là trong cái ngày hội đó là huy động sự ủng hộ chung tay của toàn dân đối với quỹ vì người nghèo trên địa bàn phường để có thể san sẻ giúp đỡ thêm những mảnh đời bất hạnh còn bất hạnh trên địa bàn, và cũng góp phần vào thực hiện cái chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phường. Ngày hội đã thực sự khơi dậy bầu không khí dân chủ cởi mở ngay từ khu dân cư. Thông qua ngày hội, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được tuyên truyền để nhân dân biết. Trên cơ sở đó mà nhân dân được bàn bạc tham gia trực tiếp. Đồng thời, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư chính là kênh thông tin phong phú chính xác nhất từ cộng đồng dân cư. Đó là cơ sở để cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó ban hành cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn của đời sống nhân dân. Đây là một bước thể chế hóa và thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhân dân đã chủ động tự giác tham gia vào các hoạt động tự quản, góp phần hỗ trợ đáng kể cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, triển khai các quy định về văn hóa ứng xử nơi công cộng, nơi làm việc, các hương ước, quy ước của tổ dân phố, khu dân cư, giúp cho công tác quản lý trong cộng đồng dân cư đi vào nền nếp và gắn kết người dân trong khu dân cư. Thông qua ngày hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đánh giá lại kết quả biểu dương khen thưởng 487 khu dân cư tiêu biểu,
2.924 hộ gia đình tiêu biểu, 1.263 cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đồng thời phát động thi đua, đẩy mạnh cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương và toàn tỉnh. Có thể khẳng định, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội có ý nghĩa đặc biệt, gắn kết mọi tầng lớp nhân dân, chung sức đồng lòng và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, lan tỏa trong cộng đồng, trong toàn xã hội, đúng như Bác Hồ đã nói. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Chuyên mục Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Cao Bằng tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.